sĩ. Và xin chúc mừng Bác Hồ với một danh dự. Mời Bác Hồ lên để đem cái chai rượu này. Cái chai này sắp bay từ bên châu Âu về, nơi chính mình là nơi Bác Hồ chính mình là đã từng hoạt động. Bác Hồ không phải chiến binh nên chơi với bác rất vinh dự nhiều. Thế thì tôi quen bác Trần Đình Hồ từ cái khi mà chúng tôi chưa hề gặp nhau. Tôi nhớ là khoảng năm 69 thì tôi đọc một bài thơ của nhà thơ Trần Đình Hồ. Cái bài thơ tôi vẫn còn nhớ tên: Chữ ký người đi xa. Chữ ký người đi xa có nghĩa là gì? Tức là tôi ký một chữ để tôi đi vào chiến trường miền Nam, và Bác Hồ đi biển biển, đi biển biển vào tận đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 9. Có phải cảm ơn không? Và tôi thấy cái bài thơ ấy rất là cảm động, tôi cứ nhớ mãi ấy. Và tôi sau đó tôi cũng đi bộ đội, tôi đi bộ đội và thỉnh thoảng đọc được bài thơ của Trần Đình Hồ. Và tôi lại cứ nhớ cái chữ ký người đi xa như thế, vì trong các cái nhà văn chúng tôi thì nhiều khi không gặp nhau nhưng có khi đã tâm đắc với nhau từ khi đọc với nhau. Mãi đến sau giải phóng, sau năm 75 thì Bác Hồ đi bộ đội làm văn nghệ ở thành một nhà thơ rồi thì bác quay về Hà Nội và chúng tôi gặp nhau ở Hà Nội. Cảm ơn bác nhé. Thế thì gặp nhau ở đội thì lúc ấy tôi ở Vân Hồ và Bác Hồ thì làm ở báo văn nghệ ở Trần Quốc Toàn. Và có những cái hôm mà tôi chuẩn bị bữa chiều thì thấy Bác Hồ lại mang một ly đông rượu đến và bảo rượu Bắc Ninh, rượu Làng Vân. Và thế là ngồi uống nhau có khi là nửa đêm, có khi gần sáng. Và có hôm tôi đến một cái căn hộ tập thể rất là chật hẹp của nhà thơ Trần Đình Hồ ở Kim Liên. Và hôm ấy không biết là Trung Trung Đỉnh hay ai mà cho được kiểu một ít gỗ và cơi nới ra ở chỗ ban công, giống như một cái chuồng câu, giống như một cái chuồng bồ câu. Và lại ngồi ở trên cái sàn ấy uống rượu. Còn cái phòng thì vợ con thế. Và anh em cứ chơi với nhau như thế cho đến giờ. Và tôi lúc nào tôi cũng thấy anh Hồ xuất hiện với tư cách một thí sĩ thực sự. Điều ấy không phải nhà thơ nào cũng là một thí sĩ, vì ông Hồ là ông chơi cũng quảng bá và rất hiểu biết, có một cái văn hóa Kinh Bắc. Nhưng theo tôi thì thực ra là anh Hồ có một phong văn hóa rất là xa xăm, đặc biệt là về thời trung đại. Các cái nhà thơ thời cổ điển của Việt Nam thì Bác Hồ bác rất thông thạo. Và tôi cũng lạ kỳ một trí nhớ cho đến bây giờ sang cái tuổi 73. Và lúc này là các cái bài hát cổ thơ của Trần Đình Hồ thì Trần Đình Hồ đều có thể đọc được từng bài một, mặc dù những bài ấy rất lâu lắm rồi. Thế thì phải nói đấy là rất là mừng, 73 tuổi mà lúc nào trẻ. Ví dụ đến nhà tôi uống rượu thì bác uống từ trưa, rồi sau đến 2-3 giờ thì bác ôm bụng bác ngủ. Rồi sau con tôi này
thức bác dậy để làm bữa chiều. Bác bảo thế thì mình đến ăn tiệc hay là đến ăn mạng? Rất là vui, tức là chơi với nhau như thế và thấy một cuộc sống rất là phóng túng nhưng mà rất là tình cảm, rất tình cảm. Cho nên là thơ của Trần Minh Hồ bao giờ cũng găm vào người đọc bằng những cái kinh nghiệm, bằng những chiêm nghiệm, bằng những triết lý của cuộc đời. Có người bảo thơ Trần Minh Hồ hơi khô vì hay nói về triết lý, hay nói theo kiểu triết lý, nhưng thực ra chúng ta nghe những bài hát trong đài của nhà thì lại rất là tình cảm, mà đôi lúc lại làm chúng ta nhớ về những cái nét nhạc trữ tình lãng mạn của thời tiền chiến. Có lẽ hai nhà thơ này cũng có một sự gặp nhau, và ba nữa, có người thứ ba nữa là vợ của nhạc sĩ Trọng Đài thì hát tiền chiến rất là hay, cho nên là nhạc sĩ Trọng Đài cũng muốn tìm những cái nét giai điệu nào đấy nó hợp với giọng hát của Mai Hoa. Rất tiếc là hôm nay là Trọng Đài và Mai Hoa đang còn có cái công chuyện phải đi xa. Rất tiếc, chứ có Trọng Đài đây sẽ kể lại câu chuyện mà phổ 12 bài thơ của Trần Minh Hồ trong vòng một đêm, thì cũng là phải nói là thơ cũng làm cho nhạc sĩ quá xúc cảm. Hôm nay Hồ, sau khi Hồ anh có cái đĩa của Trọng Đài thì anh Hồ có đến tặng tôi, và anh Hồ chỉ hỏi xem được nó phổ có được không. Thế bảo là 12 bài thơ mà phổ mà được một bài là quý quý lắm rồi, nhưng trong 12 bài ở trong đài thì tôi tính là phải được 3 bài. Thế thì đề nghị hoan hô cho người nhạc sĩ vắng mặt. Thế và hôm nay sinh nhật anh Hồ thì tôi xin đọc một bài thơ để tặng anh Hồ và các bạn. Bạn bè ơi, nếu mà không các bạn, ta như chai rượu đã cạn rồi, cốc chén buồn tênh úp trên đĩa, ta như bình gốm chẳng hoa tươi. Bạn bè ơi, nếu mà không các bạn, những lúc lang thang ta về đâu, không nơi để nhớ nghèo biết mấy, ta như sao lạc giữa ban ngày. Niềm vui bạn giữ cho ta đây, nước mắt bạn giữ cho ta đây, giữ cho ta cỏ với trời mây. Bạn bè ơi, hãy thương nhiều, thương mãi, thương niềm vui, thương buồn đau. Thêm lần cạn chén nào các bạn, mai rồi bạn tóc đi tìm nhau. Xin cảm ơn. Cháu xin được giới thiệu nhà thơ, nhà văn Nguyễn Văn Hách.
Và ngay sau đây chú sẽ có những lời phát biểu và cũng như là những món quà đến với. Nhà thơ Nguyễn Văn Ánh chính là ca từ, chính là tác giả. Nhà thơ Nguyễn Văn Ánh chính là tác giả của ca từ của một bản nhạc nổi tiếng mà toàn quốc chúng ta đều cần đi gọi. Đấy là làng quan họ quê tôi đó. Và nhạc sĩ Nguyễn Văn Ánh của kính thưa tất cả các bạn, các quý vị, hôm nay được đến dự cái buổi nghe một số bài hát của anh Trần Minh Hồ thì tôi rất là xúc động và rất khâm phục. Nói với anh Trần Minh Hồ thì tôi thấy đấy là một người là làm thơ thì luôn chết đi, nhưng mà cuộc sống hàng ngày thì gặp ông thì lúc nào cũng thấy là vui đùa, vui cười. Đấy là một cái đặc điểm. Thơ thì là mở giọng thơ một câu cũng là chết đi. Thế nhưng mà nói chuyện hàng ngày thì là mở miệng ra là vui vẻ cười đùa. Thì đoạn chúng tôi hay đi chơi với nhau, đi du lịch ra ngoài thành thì trên ô tô là một mình ông nói suốt, ông không cho người nói. Thế mà chúng tôi cũng yên lặng để ông nghe. Còn lại những buổi gặp gỡ nhau thì phải nói là anh Hồ cũng có một cái trí thông minh, nhớ được tất cả mọi thứ và có duyên trong tất cả khi diễn đạt cái câu chuyện đó. Nói về anh Hồ thì tôi, Nguyễn Văn Ánh và Trần Minh Hồ là một cặp tài trùng từ năm 1970. Lúc đó tôi đang ở Thi Văn Hóa Bắc đọc trên báo Văn Nghệ một bài thơ là Mặt Trời Cũng Bao Giờ Lặn của anh Trần Minh Hồ trên báo Văn Nghệ, một bài triết lý của lúc đó là cực kỳ hay. Và do đó tôi giới thiệu với Thi Văn Hóa Hà Bắc và phải tìm ngay cái ông này, mời ông ấy về Thi Văn Hóa Hà Bắc. Và sau đó anh Hồ đã được mời về Thi Văn Hóa Hà Bắc. Và sau đấy là chúng tôi là cùng vừa viết chuyện vừa làm thơ với nhau. Và thành quả đầu tiên là hai người in chung một tập chuyện gọi là Vườn Hoa Cổ Ngô. Lúc đó là anh Hồ là trên đường vào Nam, còn tôi thì ở lại Hà Nội. Thì là nguyện bút lúc ấy to lắm, không biết anh Hồ lúc bây giờ là nguyện bút là gửi đâu biết được. Phần tôi thì lúc ở nguyện bút rất to, to gấp hàng mấy chục tháng lương của cái thời bấy giờ, tức là tập truyện Vườn Hoa Cổ Ngô. Và từ đấy là giữa tôi với anh Hồ là gắn bó với nhau là liên tục trong cái sự kiện sáng tác. Thế thì là về phía tôi theo dõi cái sáng tác của anh Hồ, tôi rất mừng ở chỗ này. Thơ anh Hồ càng ngày càng phát triển và đi vào cái chiều hướng triết lý thâm sâu và đọc có thể người bình thường là chưa thấy nó duyên dáng hay là thấy nó không gọi như là gây ấn tượng trực tiếp, nhưng nếu người nâng cao một chút thì thấy đó là một thứ thơ có một cái tầm sâu, có một cái tầm sâu và triết lý rất hay. Đấy. Và anh em trong thơ thì rất là cảm phục, rất cảm phục với cái điều này. Thì hôm nay anh Trần Minh Hồ ra mắt được 13 bài hát liền một lúc trong cái industry này cũng là một kỷ lục. Và chúng tôi xin thay mặt anh em quê hương của Bắc Ninh và Bắc Giang. Đấy. Hôm nay ở đây có rất nhiều anh em quê hương Bắc Ninh, tôi chỉ dám xin thay mặt anh em quê hương Bắc Ninh, Bắc Giang chúc mừng nhà thơ đồng hương Trần Minh Hồ đã có những thành công trong thời gian vừa qua.